tôi là một doanh nhân thành đạt, vợ đẹp, công việc cũng đẹp. Để có được sự thành công như ngày hôm nay thì tôi luôn phải làm việc không ngừng nghỉ. Sao mình lại ở đây? Chứ bọn này đến công ty không làm việc cũng ngồi chơi hay nhỉ? Làm việc đi. Đây là Nam. Thằng này rất bình tĩnh, luôn xăm soi vị trí của tôi để ngồi lên thế chỗ đấy. Các cậu liệu hồn đi nhá. Làm việc đi. Có chuyện gì đã xảy ra vậy nhở? Sao đằng kia tự nhiên lại vào phòng mình? Viêm, ai vào phòng của tao? Tao nói nghe gì không hả? Đứng ra nhà tao ghế. Nhanh lên. Đây rồi, vợ yêu. Nói cái gì mà nói? Nhà cửa bề bộn lại đi dọn đi đã, làm việc đi. Ông kia bị làm sao nhỉ? Anh bị mỡ máu cao, anh phải nhớ uống thuốc vào. Anh bị làm sao đấy ạ? Ông kia bị làm sao nhỉ? Anh phải uống thuốc vào. Sao anh cứ chủ quan đấy? Sao anh không uống thuốc đi? Sếp mình đấy, nhậu cho lắm rồi chết sớm. Bây giờ anh đi vác cái mặt của anh về. Anh có biết là tôi với con chờ anh bao nhiêu lâu không? Anh gọi anh giải quyết ngay cái mâm cơm cho tôi. Nhanh lên. Giây phút đấy tôi đã nhận ra rằng với một người đàn ông thì sự nghiệp quan trọng, nhưng gia đình và sức khỏe còn quan trọng hơn. Đừng để hành động hôm nay ảnh hưởng đến ngày mai. Hãy thay đổi khi chưa quá muộn.